Thưa quý khán giả, trong xã hội, cái tốt và cái xấu luôn tồn tại. Rất mừng là trong lúc có nhiều cái xấu nổi lên thì những điều tốt lại càng được lan tỏa. Và câu chuyện về hai em học sinh tiểu học sau đây tuy bình dị nhưng đã góp phần tô điểm cho những hành động đẹp, những việc làm tử tế trong cuộc sống thường nhật. Đã vài ngày trôi qua, kể từ ngày hai bé Huỳnh Thị Như Ý và Nguyễn Ngọc Ý, học sinh lớp 3A, trường tiểu học Dòng Găng, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, nhặt được một lượng tài sản lớn trong sân trường. Hôm ấy, trong giờ tan học, hai bé phát hiện một bọc màu đỏ nên lấy lên xem. Mẹ của bạn con á, chở con đi về thì con gặp được cái bọc đỏ. Con tưởng trong đó là bánh kẹo, con rộng lên thì mở ra thì lại là vàng. Mình gặp được đồ rơi thì nộp lên nhà trường. Con làm được con không biết bao nhiêu nữa. Thầy cô nè, cha mẹ đã dạy mình rằng là nhặt được của rơi phải trả lại người mất. Mình cũng nghĩ trong lòng là nói, trời ơi, số vàng là nhiều quá, cái người bị mất đó chắc cũng tội nghiệp người đó. Thấy ở trong trường là nghĩ một phụ huynh ở trong trường nó bị mất đó. Em nghĩ là em đưa như vậy là em cũng làm một tấm gương tốt cho con em với tất cả học sinh ở trong lớp. Bị mất một số vàng lớn, chị Lê Thị Hồng không dám suy nghĩ đến việc mình sẽ tìm lại được nguyên vẹn số tài sản đã mất. Trước đó do đi đám cưới về, gặp phải trời mưa, chị để số vàng khoảng 4 lượng vào bọc, rồi cho vào áo mưa để trông xem. Hôm sau, người nhà chị Hồng rước con tại trường đã vô ý làm rớt mà không hề hay biết, cho đến khi được nhà trường thông báo có người nhặt được. Sửng sốt lắm, đại số lượng nhiều mà chú, số lượng nó quá nhiều đi, không thể nào mà lụm được lại. Và không ngờ là mình xui thành hên là được gia đình của mẹ Như Ý này lụm là ta trả lại cho mình. Hồi xưa tôi còn chưa tin tôi được chứ gì. Không tin ai hết. Ngày nay thì mới là cổ đồ tôi mắc mà cháu lụm được. Trả lại tôi cũng rất là tin, xanh quanh chắc lẽ còn người tốt nữa. Tuyên dương hành động nhặt được cổ rơi trả lại người làm mất. Nhà trường cũng đã trao tặng giấy khen cho hai học sinh Huỳnh Thị Như Ý và Nguyễn Ngọc Ý. Không chỉ đơn giản là biểu dương, nhà trường kỳ vọng đây sẽ là hai tấm gương sáng để toàn bộ học sinh nhà trường noi theo. Đã từng có những người mang trả lại số tiền lớn gấp mấy mươi lần thu nhập của bản thân trong một tháng. Họ có thể là những người lao động bình thường, những người có thu nhập thấp, hoặc có khi là những em nhỏ chưa thể tự kiếm ra tiền như là câu chuyện vừa rồi. Những câu chuyện đẹp như vậy luôn làm cho chúng ta cảm thấy ấm lòng khi mùa xuân đang gần kề.